Giáo viên tại Trung Quốc phát bài giảng trực tuyến nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí. Phần gương mặt 24 giờ, hãy cùng tìm hiểu công việc. Một lúc nào đó có khi chương trình lại phải nghe chị nói chuyện về việc bảo vệ tiếng giả âm nhạc thế nào, bởi vì